Hey, xin chào các bạn đã đến với kênh lập trình PC Mitsubishi. Ở cái video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn về cách calip bộ chuyển đổi tín hiệu Lascelles Seneca ZG bằng cứng, tức là trực tiếp trên bộ chuyển đổi ha. Thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách khác, là cách calip bằng software trên máy tính. Về phần cứng, các bạn chuẩn bị giúp mình một cái cáp chuyển đổi USB sang 485, bộ chuyển đổi tín hiệu Lascelles Seneca ZG và một cái lót xeo kết nối với bộ chuyển đổi theo cái sơ đồ này ha. Các bạn có thể tham khảo thêm cái manual của bộ chuyển đổi cũng như là lót xeo để biết chi tiết hơn về các chân kết nối giữa lót xeo và bộ chuyển đổi. Còn phần kết nối tín hiệu giữa cáp và bộ chuyển đổi thì ở cái đáy của cái bộ chuyển đổi Seneca ZG này nó có một cái cổng, cái đáy cái phần gắn đinh ray ha các bạn, sẽ có một cái cổng gọi là cái cổng ADC10. Thì các bạn nhìn vào cái cổng đó theo cái hướng này ha, cái hướng như trên vẽ này, nó sẽ có cái chân ký hiệu là RS485B, cái pin ha, cái chân ký hiệu là RS485B. Thì các bạn kết nối với chân data trừ trên cái cổng USB sang 485, chân RS485A các bạn kết nối với chân data cộng trên cái cổng USB sang 485. Còn về phần mềm, thể vào Google để search cái phần mềm ha, phần mềm mà SC Setup Seneca. Đây là cái phần mềm mà để kết nối và calip cho cái bộ chuyển đổi của Seneca này. Đây ha, và vào cái mục download, các bạn click vào đây để download. Sau khi download về mình cài đặt thì nó đã có được cái phần mềm mà này ha. Thì để calip bằng cái phần mềm, các bạn trên máy tính các mình sử dụng cái cổng USB 485. Mình kết nối với bộ chuyển đổi này bằng cái cổng USB 485. Máy tính nhận ở đây là cổng COM số 5 ha các bạn, cổng COM số 5. Mình khởi động cái phần mềm EC Setup lên. Chọn cái modem kết nối của mình ở đây là ZSG ha các bạn, ZSG. Và mình sử dụng cái chuẩn truyền thông Modbus RTO đó, các bạn click vào Modbus RTO và chọn modem ZSG. Sau đó nha, nhấn Start. Thì làm theo các hướng dẫn ha, hướng dẫn của phần mềm ha. Sau đó các bạn nhấn Next. Click vào một menu search, hoặc là các bạn có thể auto search auto ha. Mình sử dụng ở đây là menu ở cái phần bọt, mình chọn cái cổng COM mà máy tính đã nhận ha, USB sang 485, nó nhận là COM số 5, địa chỉ address. Các bạn có thể setup cho cái bộ chuyển đổi này là địa chỉ số 1 ha, và mình chọn 19.2, chọn cái baud rate này để chút xíu mình kết nối với PC luôn ha, kết nối với PC và nhấn Next. Sau đó chọn OK. Đây mình làm lại ha, 9002 parity non ha. Sau đó nhấn Next thì nó đã connect được ha. Nếu mà chưa connect thì các bạn kiểm tra lại chỉnh cái thông số ha để cho nó connect được ha. Sau đó các bạn chọn OK. Thì ở cái mục New Configuration ha, các bạn click vào. Đây là có một setup ha, setup clip đó. ADC thì mình ở đây nó cho mình hai phần, đó là phần nén và kéo luôn ha. Thì với cái cân thì mình sử dụng cái lực nén thôi ha, lực đề của các quả cân thôi, nên do đó mình chọn ở đây. Và đơn vị các bạn có thể chọn tùy thích ha, ví dụ mình sử dụng ở đây là gam. Tùy theo cái bộ chuyển đổi ha, cái bộ Lascelles thì các bạn chọn cái RAM cho nó phù hợp ha. Thì các bạn có thể setup cái RAM này trên cái bộ chuyển đổi ha, bằng các switch, cái disk switch này ha. Thì đây các bạn có thể setup bằng các cái ở switch số 2 nè, trên số 678 để chọn đúng cái RAM mà kết nối với Lascelles, cũng như là setup các thông số truyền ở cái switch số 1 ha.
địa chỉ. Rồi cái khối lượng mà mình clip ở đây, ví dụ ha, ở đây mình sử dụng 5 kg đi, tức là tương đương với 5.000 g ha. Sau đó các bạn chọn net, cái này các bạn có thể để mặc định ha, hoặc các bạn có thể tùy chỉnh độ phân giải ha. Độ phân giải ví dụ các bạn có thể để là 30.000. Sau đó chọn net, và đây có một analog ha, analog input output ha, các bạn có thể chọn cái range của nó. Không không là tương đương với là, ví dụ hồi nãy mình chọn digital input đi ha, rồi không là 0 g, và 20 là tương đương với 5 kg, là 5.000 g ha. Sau đó mà các bạn nhấn net, thì ở đây các bạn có thể setup lại cái thông số truyền một lần nữa ha. Thì cái thông số này các bạn có thể tham khảo thêm cái tài liệu ha, tài liệu của Seneca để biết cách setup. Ở đây mình chọn cái địa chỉ address cho bộ chuyển đổi là số 1 và tốc độ truyền là 192 baryton. Tham khảo các bạn có thể để hoặc không cũng được ha. Để mình ví dụ mình để 10 đi. Sau đó chọn next. Gạt các deep switch theo hướng dẫn ha, theo hướng dẫn phần mềm, hoặc tùy chỉnh ha, tùy chỉnh các thông số theo ý của bạn. Sau đó clip vào cái hình quả cân này nè để clip, chọn OK. Đây cái khối lượng mắc là mình dùng là 5 kg ha. Thì ở cái phần clip này nó có 3 mục ha. Thì mục đầu tiên đó là mục T, tức là clip điểm zero ha, thì trên cái bàn cân. Clip vào, lúc này không đặt quả cân ha các bạn, tức là điểm zero, điểm 0 g á, clip vào, chọn OK. Rồi sau đó các bạn đặt đặt các quả cân chuẩn lên, đặt các quả cân chuẩn lên, ví dụ đây mình đặt là 5 kg ha, đầu tiên đặt 2 kg lên, 2 kg lên 1 g. Tiếp tục 2 quả 1 kg nữa, và sau cùng là quả 1 kg. Tổng cái khối lượng của mình là 5 kg ha, 5.000 g. Sau đó các bạn chờ cái số ha, chờ cái số này nó bớt dao động ha, tức là nó đứng yên một chỗ. Sau đó các bạn nhấn nhấn cái mục số 2 này ha, cái khối lượng chuẩn này. Sau đó các bạn nhấn vào OK, nhớ là chờ cho cái giá trị này nó ít bị dao động ha các bạn. Dao động thì khi các bạn clip thì nó sẽ không chính xác. Rồi các bạn nhấn lại ha, clip lại OK, và cuối cùng các bạn nhấn vào cái mục này để hoàn tất cái quá trình clip nó. Đó là quá trình clip bằng phần mềm.